Đánh đâu? Không được. Sẽ chỉ có một tiếng phát bóng lên dành cho FC Ba Kích. Hiếu trợ hỏa. Không được. Đặt hai gối. Không được. Chưa có bàn. Chuyển vào hợp lý. Không được. Cú dứt điểm của Vương Phù này là không thực sự chính xác. Cú trượt chân tương đối vô duyên của Thiện Leo. Chính xác là của Sơn Ngáo. Dứt điểm rất xa. Đó là cú dứt điểm đến từ vị trí của Hiếu Bobby. Rất hay. Nghĩa Bịp không được. Đã có lỗi. Và cầu thủ của FC Ba Kích đang tỏ ra khá đau ở trên sân. Và trước thẻ vàng. Nguy hiểm. Dứt điểm. Và đó là Sơn Ngáo và bàn mở tỷ số dành cho FC Ba Kích. Một tình huống hết sức nguy hiểm và rõ ràng là hàng phòng ngự của FC Bịp đã bị đánh bại một cách hoàn toàn. Nguy hiểm và vào. Hai bàn thắng liên tiếp, và trong khi chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra sau tiếng giao bóng của FC Bịp thì đã có bàn nhân đôi cách biệt dành cho FC Ba Kích. Chúng ta cần phải xem lại tiếng này để biết được rằng chuyện gì đã xảy ra trong pha bóng vừa rồi. Tỷ số đã là 2-0 rồi. FC Bịp. Tình huống vừa rồi đó là Hùng Ramos. Nguy hiểm. Và tỷ số là 3-0 dành cho FC Ba Kích. Những diễn biến hết sức hấp dẫn trên sân đồng Cường Quốc. Đã có hai bàn thắng được ghi cho Sơn Ngáo. Và FC Ba Kích dẫn trước tới 3 bàn khi mà thời gian của trận đấu vẫn còn tương đối nhiều. Mới chỉ có hơn 11 phút thi đấu được trôi qua thôi thì đã có tới 3 bàn thắng được ghi. Và cả 3 bàn thắng đều thuộc về FC Ba Kích. Bây giờ thì FC Bịp có cơ hội. Không được. Rất hay. Thiếu chỗ. Không vào. Ngay lập tức đã có sự thay đổi người. Đây là sự thay đổi người đến từ bên phía các. Lẽ là đã có những lỗi đến Hùng Ramos. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Không được. Vẫn còn. Không vào. Đó là sự xuất sắc của Bắc Đờ Gia. Suýt chút nữa đã có tỷ số 4-0. Bây giờ tiếp tục là Sơn Ngáo. Hãy cùng xem họ sẽ làm gì. Cú nhà bóng. Không được. Vẫn còn. Đó là bàn thắng của Khoa Bon. Một pha dàn xếp đã bật hết sức bài bản và đã mang lại một kết quả mỹ mãn dành cho FC Bịp. FC Bịp rút ngắn được. Có thể nói Thiệm Leo đang rất chắc chắn. Rất hay. Thiệm Leo không vào. Đó là sự xuất sắc đến từ Dũng Lò Vôi. Dũng làm gì đây? Phía trên có Khoa. Rất tay. Và đó là một tình huống penalty. Sẽ có penalty dành cho FC Bịp. Tình huống mà điểm phạm lỗi có lẽ là ở trong vòng cấm rồi. Tình huống mà Khoa Bon với cả Nghĩa Bịp.
Thiệm Leo và Nghĩa Bịp đang đứng trước bóng. Ai sẽ đá quả này đây, Thiệm Leo. Tỷ số là 3-2 và được rút ngắn xuống còn 2-3. Chính xác là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho FC Bịp. Xử lý hay trước 2-3 cầu thủ của FC Bạc Kích. Rất hay, đối mặt không vào. Đó là Nghĩa Bịp. Thiệm Leo đường chuyền, cơ hội không vào. Đó là tình huống mà Khoa Bon đã có ý đồ tâng bóng qua đầu của thủ môn Dũng Lò Vôi. Nguy hiểm cường yêu. Rất hay, Khoa Bon. Khoa Bon vào. Tỷ số là 3-3 và người ghi bàn là Khoa Bon. Khoa Bon đã có cho mình cú đúp ở trận đấu này. Đó là một tình huống ghi bàn hết sức đẳng cấp của Khoa Bon. Tình huống ở phút thứ 37 của trận đấu. Rất hay. Dứt điểm, dứt điểm. Tỷ số là 4-3 và đó là Thiệm Leo. Đây là phút thi đấu thứ 40 của trận đấu. Và tỷ số là 4-3. Rất bất ngờ nhưng cũng rất xứng đáng. Cú đúp của Thiệm Leo thắng còn. Đường chuyền sai nguy hiểm. Khóa bon, khóa bon không được. Và đây là Cường Yêu vào. Phút thứ 42, Cường Yêu đã nổ súng. Và cách biệt bây giờ là 2 bàn. Rất bất ngờ. Tỷ số đã bị. Vẫn còn. Đưa điểm. Đưa điểm. Không vào. Vẫn còn. Thắng còn. Và đã có một pha phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một trận đấu có tới 2 quả penalty. Một thuộc về FC Bịp và bây giờ là đang thuộc về FC Ba Kích. Tình huống mà thắng còn đã bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa. Và hãy cùng xem FC Ba Kích có rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 được hay không. Một cơ hội tuyệt vời. Đứng trước bóng là thắng còn. Dứt điểm vào. Tỷ số là 5-4. Đường chuyền. Thắng con. Sẽ chỉ có pha đá phạt lên dành cho FC Bịp. Tình huống va chạm nguy hiểm ở trên sân. Vào. FC Ba Kích đã vỡ hòa ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Bàn thắng gỡ hòa 5-5 đã đến. Những điều họ mong đợi đã đến. Và tỷ số đã là 5-5. Còn người thực hiện là Thiệm Leo. Như vậy là đội bóng FC Ba Kích đã thay thủ môn để loạt suất này. Hiếu Triệu Hòa và Thiệm Leo. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Thiệm Leo hay Hiếu Triệu Hòa? Đó là Thiệm Leo. 1-0. Và bây giờ thì bên phía FC Ba Kích, người thực hiện là Vương Phủ đây. Vương Phủ đây, không vào.
Loạt sút đầu tiên đã kết thúc và chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Không, như vậy là trọng tài đã xác định có lẽ là thủ môn của FC Bịp rời khung thành trước khi mà Vương Phủ Đầy thực hiện cú dứt điểm. Và tình huống này sẽ phải được thực hiện lại. Lần này thì không có sai sót nào cả. Tỷ số penalty đang là 1-1. Và bây giờ Chọc sẽ là người thực hiện quả đá thứ hai dành cho FC Bịp. Đối mặt với Chọc vẫn sẽ là Hiếu Triệu Hòa. Chọc và Hiếu Triệu Hòa vẫn là một bàn thắng. Hiếu Triệu Hòa đã chạm được tay vào bóng, tuy nhiên không thể nào ghi được bàn. Không thể nào thực hiện thành công được. Thắng còn sẽ là người đá quả thứ hai bên phía C3 Kick. Trước thủ môn rất cao to của FC Bịp thì có thành công hay không? Vẫn thành công. Đó là hai điều. Bây giờ là Cường Yêu. Cường Yêu vào. Liên tiếp là những thiếu thực hiện penalty thành công. Ba lượt penalty, đây là Hiếu Triệu Hoa. Không vào. Và như vậy thì FC Bịp sẽ đi tiếp. Tỷ số penalty là 3-2. Trận đấu đã chính thức khép lại với chiến thắng cân não chưa đạt penalty của FC Bịp với tỷ số 3-2. Sau khi đều hòa nhau 5 đều, hai hiệp thi đấu chính thức